Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mà mình thường trồng rau mà cây lên xanh tốt nhé. Và cái lý do tại sao mà mình trồng mà năm đầu thì nó rất là tốt, hoặc là 1-2 năm đầu nó tốt thì càng ngày nó càng héo úa rồi nó không có năng suất. Thì một cái cây mà mình muốn trồng cho nó tốt ấy, thì nó phát triển từ dưới rễ lên. Thì các bạn nên tập trung vào cái bộ rễ, đừng có nhìn thấy lá nó bị vàng hay là bị cái này cái kia rồi mình mua thuốc rồi mua này về mình xịt nha. Thì các bạn tập trung vào rễ, thì cái rễ nó muốn phát triển á thì đương nhiên là mùa màng và thời tiết nó phải thuận lợi rồi, nhưng mà cái quan trọng là cái đất của mình là nó phải thật tốt. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà mình làm đất, là mình làm từ gốc luôn, là đảm bảo các bạn cây nó sẽ rất là tốt. Đây là cái chỗ đất là mình đang bắt đầu làm đây nè các bạn. Đấy, cái chỗ này á là mình trồng rau được vài năm rồi. Trồng rau thì các bạn thường là tưới cây. Cái thời mình mà thấy cái cây của mình nó héo úa đấy, thì các bạn sẽ thường xuyên là các bạn sẽ phải các bạn thường xuyên là các bạn tưới nước. Đấy, nhưng mà các bạn càng tưới nước thì cái dưới đất nó càng bị úng nước. Thế mình mới phải đánh hết lên đây này. Đấy, cái đống cây này mình đánh lên để mình trồng lại. Đấy, mình sẽ trồng lại. Đấy, đánh lên đấy thì cái đất của mình nó bị úng rất là nhiều nước, thì mình sẽ phải lấy hết đất ra. Đây là mình sẽ lấy ra hết những cái xô này và mình sẽ đánh sang bên này, là mình sẽ thay toàn bộ cái đất kia là mình đã ủ rồi, là cái đất mới đó các bạn, là mình đã ủ, là đất tốt rồi. Mình sẽ xải trộn cho, rồi mình sẽ trộn phân bón. Đấy, trước khi các bạn trộn phân bón ấy, thì các bạn nếu mà có cỏ thì các bạn sẽ giải cỏ các bạn trộn cho mình. Cái lý do mình trộn cỏ đấy bởi vì những cái sợi cỏ nó rất là mịn. Đấy, các bạn cắt cỏ thì các bạn sẽ lấy các bạn trộn đều lên cho mình. Đấy, thì vi sinh nó rất thích những cái này để nó làm tăng cái độ mùn xốp cho cái đất của mình. Đấy, sau đó là các bạn sẽ trộn với phân tổng hợp. Đấy, phân tổng hợp thì mình có video cho các bạn rồi. Thế bây giờ mình sẽ làm đất nhé. Bởi vì là cái chỗ đất của mình nó đang bị úng đó các bạn. Thường là các bạn tới cây là cái trường hợp úng đất là rất hay xảy ra. Cả bởi vì là mình sợ cái cây nó bị này kia thì mình hay tưới nước, và càng ngày cái nước nó càng không đi được, nó sẽ bị úng. Thì mình vừa rồi mình có đánh đều lên để mình xới đây nè. Mình xới đều lên cho mình phơi. Nhưng mà nó phơi thì nó rất là lâu khô. Cho nên là mình quyết định là mình lấy hết ra luôn. Mình chỉ để lại một cái phần ở bên dưới này thôi. Đấy, với bây giờ là mình sẽ trộn cái cỏ phần dưới này. Bởi vì khi mà các bạn tưới nước nước nó sẽ nằm ở phía bên dưới. Nước nó sẽ ngấm xuống dưới, nó sẽ làm úng rễ, nó làm nghẹt thở cái rễ của mình, nó sẽ không có phát triển được. Đấy là lý do tại sao là các bạn trồng cây là các bạn phải lo cái phần gốc, và cái phần gốc rất là quan trọng. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình theo cái cách mà truyền thống nhé. Mình sẽ không có dùng bất cứ một cái loại thuốc men hay là cái gì khác. Đấy mình chỉ dùng toàn bộ là những cái mà sẵn có ở xung quanh mình, và các cái biện pháp lên men truyền thống là mình sẽ sử dụng. Đấy, khi các bạn làm đất lên á thì nó có những cái cục này, thì các bạn chịu khó các bạn bóp cho nó nhỏ ra. Đấy, bởi vì cái này nó có những cái mà ở trong nó có cái phần sét ở trong đấy, có những cái có sét và những cái không. Nó vón cục thì các bạn xới đều lên, rồi các bạn cho cỏ và các bạn đều lên cho mình. Đấy, cái chỗ này là mình đã làm hết cỏ rồi nha. Đấy, các bạn xới đều lên. Đấy, các bạn có máy hay là có cái gì các bạn làm cũng được. Đấy, cái chỗ này của mình vườn nhỏ đấy thì mình sẽ làm bằng tay. Đấy, thì mình miễn làm sao là các bạn làm được công việc thôi, còn mình làm cách nào thì nó không quan trọng, miễn là sao ra việc được rồi. Thì sau khi các bạn làm cái phần đáy là nó xong rồi đó. Đấy, thì các bạn sẽ lấy cái phần tổng hợp mình sẽ giải lên trên này. Đây, bây giờ mình sẽ ra mình lấy cái phần tổng hợp ở đây nha. Đây là cái phần tổng hợp mình đã lên men ok lắm rồi. Đấy, khi các lên men mà nó ra cái chín như vậy đó là các bạn nhìn các bạn biết. Thì các bạn chỉ cần bỏ là rau cỏ các thứ vào. Đấy, những cái loại mà trái cây hay này kia, hay là vỏ trái cây các bạn ăn, các bạn để lại. Nói chung là thực vật, rau củ quả, lá cây. Thì các bạn bỏ vào đây. Các bạn bỏ vào đây thì các bạn đầu tiên không có men mồi ấy, thì các bạn sẽ dùng sữa chua, hoặc là tất cả những cái gì mà lên men, hoặc là cơm nhá, cơm nguội, cơm thiêu các bạn bỏ vào đây rất là tốt. Bởi vì rất là nhiều axit amin. Thậm chí các bạn làm cá, nước cá các bạn có thể bỏ vào đây các bạn ủ, hoặc là tôm. Đấy, khi mà lên men á, thì nó không có mùi là các bạn thành công. Nếu mà có mùi được các bạn đem ra các bạn trôn cũng được. Nhưng mà nếu các bạn không có mùi thì là rất là tốt.
Đấy, cái này là mình đã xong xuôi rồi. Đây là chi đây này, sữa, bơ sữa các bạn bỏ đây. Rất là tốt. Cái phần mà nước tưới cây hàng ngày đấy các bạn. Đây là nước vo gạo. Mình thì mình ăn gạo lứt thì mình đổ vào đây. Và các nước rửa rau hoặc là mấy cái lá rau các bạn bỏ vào đây. Nó rất là tốt. Cái này nó có một cái lượng phân mà rất là nhẹ thôi. Nhưng mà các bạn tưới cây hàng ngày bằng cái nước này á, thì cái cây của các bạn nó rất là êm. Có cái nó ăn mà nó rất là êm. Mà cái cây của mình nó rất là xanh tốt. Mà đâm chồi rất là mạnh. Các bạn nhìn thấy cái lá là các bạn biết ngay. Hoàn toàn là organic hết. Đấy các bạn, cả nước gạo trắng nhá. Vo gạo trắng, nước miễn là nước vo gạo. Đó, các bạn bỏ vào đây. Đây là cái phần nước tưới. Cái này là phân. Bây giờ mình sẽ đem cái này mình sẽ bổ sung vào cái đất. Bây giờ mình sẽ cán đều cái đất này ra nhé. Bây giờ bà để mình bỏ phân tổng hợp xuống. Bây giờ các bạn sẽ bỏ xuống này. Đấy cái lý do mà các bạn trồng năm này qua năm khác mà nó không ra là bởi vì là cây lớp đất nó bị hết chất rồi. Nó cây không có đồ ăn, cho nên là các bạn trồng đợt mới ấy, cây của mình nó không bị năng suất. Cho nên là mỗi một mùa mà các bạn mà làm được như vậy. Đấy các bạn nhìn thấy vỏ mít đây này. Đấy mình cũng bỏ vào. Tất cả mọi cái đều là nó có một cái chất riêng của nó. Thì các bạn sẽ bỏ vào đây, mình gọi là tổng hợp. Và khi mà các bạn bón cái phân này xuống á, là cái đất của bạn nó rất là đa dạng về chất, đầy đủ kẽm, kali, rồi đạm, đấy, rồi phốt pho, lân, nói chung là tất cả luôn, hầu như tất cả. Bởi vì những cái này nó từ thiên nhiên mà ra, cho nên nó đã tổng hợp sẵn cho mình rồi. Và khi các bạn dùng cái nước này mà các bạn pha hòa ra, các bạn rải lên đất rồi đó, thì nó giảm hẳn luôn, nó triệt tiêu là đến trên 90% về cái vụ sên. Bởi vì trong này cái lượng axit của nó đấy, là cái axit lactic này, nó sẽ ra, nó sẽ giải quyết ba cái vụ là trứng sên. Mà đất của mình nó sẽ không bị tăng pH nhé. Vào đây là nó sẽ tự cân bằng hết. Nhưng mà lúc đầu tiên ấy, là nó sẽ khử cái phần sên. Thì khi các bạn trồng rau đấy, là các bạn yên tâm là nếu như các bạn trồng theo phương pháp này là không bị rau, không bị sên nó cắn. Thậm chí là khi các bạn đã bị sên rồi đấy, thì cách tốt nhất mà các bạn, nếu mà vườn nhỏ đấy, cách tốt nhất thì các bạn nên bắt bằng tay trước. Bởi vì những cái con mà sên mà nó không có vỏ, gọi là con slug á, thì nó giảm hẳn luôn. Còn những cái con có vỏ đấy thì nó cũng dễ thôi. Các bạn chỉ cần bắt một đợt thôi, là đợt sau là nó im hẳn luôn. Rồi các bạn thường xuyên các bạn dùng cái nước này này, các bạn pha ra, pha 1 lít. Các bạn chỉ cần pha 1 lít thôi, cho nửa xô này là các bạn đi rải. Các bạn có thể rải đè lên rau luôn cũng được. Nhưng mà sau đó là các bạn phải lấy nước các bạn xịt lá nha. Là nó xuống gốc là không có sao hết. Không có sợ tăng axit nha. Yên tâm. Cái này là mình dùng trường kỳ rồi. Không có chuyện gì hết. Đấy, giờ các bạn lấy cái nước này nè. Bởi vì mình chưa có rau mà. Các bạn tưới đều cho mình. Các bạn có nhiều thì các bạn có thể cho nhiều, mà có ít thì có nhiều cho nhiều. Sau một thời gian mà các bạn để ý mà móc đất lên, cái chỗ này nó rất là nhiều giun. Đấy là cái dấu hiệu đó các bạn, là cái đất của mình nó rất là tốt. Còn nếu mà đất của mình mà móc lên mà không thấy giun ấy, là của mình nó đã bị khô chất rồi, là rất là thiếu chất. Đây, cái đất này là đất mình đã ủ rồi nhá. Mình để rồi, mình đã trộn tổng hợp các thứ rồi. Các bạn ủ tưới nước vô cho mình, để một thời gian là tự động nó sẽ tốt. Rồi các bạn sẽ phủ lên trên mặt cái lớp này cho mình, để cho cái vi sinh ấy, của đất nó sẽ ra, nó ăn cái thức ăn này, rồi nó sẽ nhân bản cái vi sinh ra, càng nhiều thì càng tốt. Và cái vi sinh đấy chính là những cái công nhân để nó làm việc ở dưới cái bộ rễ đó các bạn. Là nó phòng chống nấm, bệnh, virus và tất cả những cái gì mà nó phá hoại. Nó sẽ, cây của bạn sẽ rất là tốt. Các bạn làm theo cái phương pháp như vậy là đây là cái nước phân tổng hợp nhé. Các bạn pha loãng cũng được.
hoặc là các bạn đổ thẳng đây nha. Sau khi mà các bạn bón phân tổng hợp xong nhá, thì các bạn tưới nước lên trên cho mình. Cái mục đích của mình tưới nước á, để cho cái vi sinh của mình nó hoạt động, bởi vì nó tưới nước nhưng mà nước đủ thôi. Còn nếu mà úng quá thì nó lại sang cái dạng khác rồi, nó không phải là trồng cây trên đất nữa. Đây là cái phần đất mình làm như vậy được rồi. Đây là cái phần mà đất đổ lên trên nha các bạn. Thì các bạn có thể dùng cái đất mà các bạn đã ủ sẵn, hoặc là cách thứ hai là các bạn lấy cái đất của nó, các bạn đã phơi cho nó hết úng rồi đó, hết bị sũng nước rồi, thì các bạn trộn với cỏ để nó cho tăng cái đất mùn, nó không có bị sét. Đấy là cái chất phá sét tự nhiên, các bạn không cần phải dùng clay breaker, các bạn dùng cứ thực vật cỏ các bạn dùng như mình là đảm bảo các bạn đất là rất là tốt. Đây cái đất này mình sẽ ủ lại, mình sẽ xài lại các bạn để cho nó tốt lên, hoặc là các bạn có thể đóng cái hộc này lên, mình sẽ đóng cho nó cao lên, toàn bằng cái gỗ mà dư thừa thôi. Đây là các bạn, đây xà lách mình trồng đây này, trong này nó cũng rất là tốt, mình hôm qua mình mới tỉa hết cái lá to rồi. Đấy là mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách mà tại sao mình trồng cây mà nó không có được tốt, sang mùa mà càng trồng nó càng héo úa mà nó càng quài cọc. Đấy là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái đất thật tốt để cho cái bộ rễ của mình nó phát triển khỏe mạnh, không bị nấm, không bị sên, không bị bệnh, không bị này kia, là các bạn phải chuẩn bị từ lúc nó còn nhỏ luôn. Đấy, mọi cái là nó cũng giống như trồng cây thôi, cái gốc của mình mà nó tốt thì cái ngọn nó sẽ tốt, còn cái gốc của mình mà nó yếu hoặc là nó không được chăm sóc kỹ là nó lớn lên nó sẽ hư hại hết. Đấy, cái video của mình tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới. See you next time. Bye bye.